sau trận hòa trong ngày ra quân ở Champions League, Inter Milan sẽ hướng đến chiến thắng đầu tiên khi tiếp đón Crivina Zeda tại Giuseppe Misa lúc 2 giờ sáng mai mùng 2 tháng 10. Câu lạc bộ Inter Milan đã có màn tái hiện trận chung kết Champions League 2023 với Manchester City ở ngày ra quân mùa này. Thầy trò Simon Inzaghi chủ trương chơi thấp và cuối cùng đã trở thành đội bóng thứ hai ngăn chặn được Man City ghi bàn trên sân nhà ở Champions League. Câu lạc bộ Inter Milan đã giữ sạch lưới 13 trong 22 trận gần nhất ở Champions League. Đây cũng là thành tích tốt nhất của bất kỳ đội bóng nào kể từ đầu mùa giải 2022-2023. Họ cũng chỉ thua 2 trong 16 trận gần nhất ở C1. Đại diện Serie A còn đang có chuỗi bất bại 9 trận sân nhà gần nhất ở Champions League. Đây là chuỗi trận tốt nhất của Inter kể từ khi đánh bại Bayern ở trận chung kết C1 năm 2010. Câu lạc bộ Inter Milan đang được xem là ứng viên vô địch Champions League năm nay. Tuy nhiên, tính cả trận đấu với câu lạc bộ Manchester City ngày ra quân thì câu lạc bộ Inter Milan đã không thắng trong 3 trận đấu trước khi giải tỏa bằng thắng lợi với tỷ số 3-2 trước câu lạc bộ Udinese cuối tuần qua. Ở trận đấu tới, tiền vệ Nicolo Barella nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương đùi. Tajon Buchanan là cầu thủ duy nhất chắc chắn vắng mặt. Với việc Inter sẽ đụng độ Torino vào cuối tuần, huấn luyện viên Simon Inzaghi nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình bởi Crivina Zeda không phải một đối thủ quá nguy hiểm trên sân khách. Trên thực tế, sao đỏ Belgrade vẫn chưa thể thắng trận sân khách nào kể từ khi bước sang kỷ nguyên Champions League. Inter mới gặp gỡ sao đỏ hai lần trước đây đó là khi Inter giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 2-1 ở vòng tứ kết cấp châu Âu mùa 1980-1981. Tính cả vòng loại, sao đỏ Belgrade không thắng 8 trận gần nhất gặp các đội bóng Serie A, chuỗi trận đó đã kéo dài suốt từ tháng 12 năm 2005. Câu lạc bộ Covina Zeda về bét ở bảng đấu của họ mùa trước, thua 5 trong 6 trận. Tuy thế, đội bóng này vẫn có thể giành được chức vô địch Serbia lần thứ 7 liên tiếp. Ở vòng playoff, Covina Zeda đã đánh bại bỡ đỡ Klim để giành vé dự mùa giải Champions League đầu tiên theo thể thức mới. Ở ngày ra quân, Sao Đỏ để thua một hai trước Benfica trên sân nhà, nhưng họ nhanh chóng hồi phục khi giành chiến thắng đậm nhất trong trận derby với Partizan Belgrade trong thế kỷ này với tỷ số 4-0. Cuối tuần qua, thay trò Vladan Milosevic vượt qua Zeljnicka Pansevo với tỷ số 2-1 để giữ nguyên thành tích bất bại ở giải vô địch Serbia mùa này. Sao Đỏ đã thắng 8 trong 9 trận đã đấu, ghi 27 bàn và chỉ thủng lưới 5. Họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Serbia đầy xứng đáng, nhưng tái hiện phong độ đó ở Champions League sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Sao đỏ đã thua cả 9 trận sân khách ở Champions League tính đến thời điểm này. Chỉ có hai đội trong lịch sử từng chơi nhiều trận sân khách ở Champions League hơn mà chưa một lần giành chiến thắng. Câu lạc bộ Inter Milan bất bại 9 trận sân nhà gần nhất ở Cúp C1 châu Âu, giữ sạch lưới 7 trận trong số đó. Họ quá mạnh so với đại diện của Serbia, đội đã thua toàn bộ các trận sân khách trong lịch sử Champions League. Tiền đạo Martinez mới ghi 2 bàn trong chiến thắng của câu lạc bộ Inter Milan trước Udinese. Cầu thủ này đã ghi 27 bàn trên mọi đấu trường cho Inter mùa trước ba trong năm chiến thắng gần nhất trên sân nhà của câu lạc bộ inter milan có tỷ số 2-0. họ có thể tái hiện điều đó trước một quivina zeda đã thua cả ba trận sân khách ở cốp c một châu âu mùa trước với cách biệt hai bản